sao xưa vẽ dấu cõi bờ, dấu chân mở cõi mọi người mang xưa. Hiền nhân giặt dưới thư đồ, nhân tâm học thế hề lời sắc son. Hồi ký chân mạng anh hùng. Dứt theo lời kể của đại tá Lê Quang Công, anh hùng lực lượng vũ trang nhân dân năm 1965, nguyên tỉnh đội phó tham mưu trưởng tỉnh đội Mỹ Tho, Tiền Giang năm 1969 đến năm 1990. Tập 23: Trận đánh đi vào lịch sử của tiểu đội Gang Thép. Trước tình hình chuyển quân của giặc vào buổi sáng 2 tháng Giêng năm 1963, thì chỉ huy mặt trận dự đoán giặc đang di chuyển quân bằng trực thăng dẫn vào hướng khu trụ mật Mỹ Phước Tây, cách sắc bắc không xa, nên dự đoán là hôm nay chúng sẽ đánh tạc. Đúng như đó, gần sáng thì một toán biệt kích của lực xộc vào chỗ cầu Trường Gà và súng nổ vang nơi đó. Chúng dấp phải trận địa của bộ đội địa phương Châu Thành, nổ súng một chập, thấy đụng phải lực lượng ta nên lịch rút chạy ra cầu Ông Bồi. Phía sau trận địa của đại đội 1 tiểu đoàn 261 thì đụng tiểu đội Gang Thép quanh lưng, nổ súng chặn lại nên chúng giạt ra nằm lại chờ viện binh. Chắc chắn lúc chạm súng với tiểu đội Gang Thép của đại đội 1 tiểu đoàn 261, tôi biệt kích đã phát hiện ra có một lực lượng lớn của ta ở đây, nên vào lúc 6 giờ sáng trực thăng của Mỹ ở Mỹ Phước Tây bay xuống đổ quân cỡ một tiểu đoàn mấy trăm tên lính xuống phía sau trận địa của đại đội 1 tiểu đoàn 514 của tôi, tức là phía trước quân 10 sử đi từ hướng Tân Phước xuống bây giờ. Khi bọn này lấn vào mé sớm thì đụng công sự đại đội 1 tiểu đoàn 514 của tôi, biết là chạm súng với tiểu đoàn 514 nên chúng tức tốc đều trực thăng đổ thêm một tiểu đoàn bộ binh nữa phía miễu hội phía sau lưng chúng tôi, liền kề với bọn lính đã đổ quân trước đó. Lúc này tàu chiến của địch cũng phủ kín trên kinh Nguyễn Tấn Thành để chặn được người ta tháo lui về hướng Long Định để hoàn tất chiến thuật bủa lưới chuẩn bị phóng lao. Tức là chúng phóng mũi đầu thứ nhất bằng cách tung hai đại đội biệt kích từ cầu Ông Bồi, và mũi đầu thứ hai là dùng xe đội nước M113 chở bộ binh xuyên thẳng vào trận địa phòng ngự của tiểu đội Gang Thép quanh đường. Cũng như những trận càng trước, chúng vừa tiến vô vừa bắt lo gọi ta hàng và cho trực thăng tiếp tục đổ quân bộ binh khoảng một đại đội nữa xuống cánh sông ở Bắc để hòng hù dọa tinh thần bám công sự của bộ đội ta. Nhưng chúng không ngờ, sau khi quán triệt chủ trương bám công sự đánh càng, thực hiện phương châm cấm cọc bẻ lao quăng sào phá lưới của quân khu, của bộ đội ta đã bám chắc công sự, bắn rơi tại chỗ mấy chiếc máy bay cá lẹp của chúng, buộc địch phải dừng triển khai tấn công để củng cố tinh thần. Sau đó chúng liều mạng tấn công đợt một vào trực diện trận địa công sự đại đội 1 tiểu đoàn 261 do Bà Đen chỉ huy, và bị bộ đội ta đứng trong công sự vững chắc ở rìa sớm bắn thẳng làm chúng chết la liệt trên đồng trống, phải rút ra củng cố rồi tiếp tục tấn công đợt 2, vẫn bị thất bại, bỏ xác và giạt ra. Lúc này ngay vị trí tiểu đội Gang Thép quanh lưng là bị chúng tập trung tấn công nhiều nhất, và một chiếc M113 liều mạng xông vô công sự của ta đã bị ba chiến sĩ Gang Thép của tiểu đội Gang Thép đợi chúng tới gần ném thủ pháo tiêu diệt tại chỗ, và nhiều xe khác dàn hàng ngang tiến vô cũng bị các bộ lực của bộ đội 261 kiểu là súng khơm lông và súng ga răng thống lựu triệt hạ bốc cháy. Cùng lúc này chỗ anh Văn chỉ huy đặc công của huyện Châu Thành cũng đã bắn cháy và bắn bị thương hai chiếc tàu chiến của địch trên kênh Nguyễn Tấn Thành, làm địch hoảng sợ không dám vô kinh hai để áp sát bắn vào trận địa của lực lượng ta được.